Sư con thấy trên YouTube có phóng sự nhiều các vị tu sĩ đủ kiểu đắp Ikasa, nói chung họ đều có một thân một mình tu ở những chòi canh hay vách núi. Nhưng khi nghe những lời tâm sự kể về các pháp mà họ hành trì thì hầu hết chỉ biết rất ít về giáo pháp và thường là tự tu. Có vị còn nói là không có ai là thầy cả, ta tu theo Phật. Ngày xưa Phật cũng không có ai là thầy. Rồi tự nói pháp theo suy tư của mình. Con xin hỏi sư, nếu các vị đó đi trật hướng pháp của Phật như vậy, thì bao nhiêu kiếp sau họ mới có cơ may tìm lại được chánh pháp? Mô Phật con nghe có người nói người đi tu lệch hướng là 600 kiếp mới có cơ may gặp chánh pháp phải không sư? Sư rất là ngại những vị mà nói là Phật cũng đâu, hồi xưa Phật tu Phật cũng đâu có cần thầy. Nhưng mà mình không biết mình là ai mà Phật là ai mà mình lại đi so sánh với Phật. Nó kẹt vậy đó. Nó giống như là một cái anh ăn mày. Giống như một cái anh ăn mày mà ảnh so với Bill Gates, nói Bill Gates hồi xưa cũng bỏ đại học đâu có học hành gì đâu mà cũng lên làm tỷ phú như ai. Trong khi đó mình là cái ăn mày đó, ăn xin ngày ngày ăn xin qua ngày qua tháng. Mà nói như vậy đó, cái vấn đề là người ta không biết được gia đình Bill Gates đó, là một cái gia đình rất là giàu có nha. Gia tộc Bill Gates rất là giàu có. Ông cha của ổng, cha mẹ của ổng rất là giàu có mà lại làm cái nghề sư không nhớ, nhưng mà hình như là bà mẹ mới làm luật sư. Thì họ có sự hỗ trợ, Bill Gates có sự hỗ trợ rất lớn về tài chánh và pháp luật cũng như các mối quan hệ. Rồi chưa kể đại học mà ổng bỏ giữa chừng là đại học Harvard. Và cái điểm của ổng á là nó là trong cái top những cái sinh viên là đứng đầu ngành. Ổng bỏ chẳng qua là ổng dành cái rất ảnh ổng ổng cần dành cái thời gian nhiều hơn để ổng tập trung vào sự nghiệp thôi. Mà mình lại đi mình so sánh mình là một cái anh mà đồng xu cắt bạc không có, cha mẹ thì mất sớm, mình lang thang rày đây mây đó mà kiến thức thì cũng không có, mà mình đi mình so mình với Bill Gates, mình nói Bill Gates mà lập nghiệp được mình cũng lập nghiệp được, thì cái đó phải coi lại nha. Mà phải nói mình so sánh anh ăn mày với Bill Gates á, mà bây giờ so sánh phàm phàm phu mình với Phật á, thì nó còn xa vạn dặm. Tôn Ngộ Không á, một cái lộn nhào á, là 10 vạn 8 ngàn dặm. Chứ còn mà nó lộn cả đời nó cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật tổ đâu. Mình tu cỡ nào đi chăng nữa mình làm sao mà mình đi mình so sánh với Phật được. Ngài vung bồi ba la mật 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mình nhắm mình tu tới đâu. Sư có kể câu chuyện đó, có một vị sư, vị đó cũng rất là tự hào, nghĩ là với cái khả năng của mình ấy, với khả năng của mình ha, mình tu cái kiểu như mình thì chắc cũng cũng dữ dội lắm á. Mình tại vì mình phát nguyện chánh đẳng giác mà, mình cũng phát nguyện chánh đẳng giác mà, chắc mình tu cũng dữ dội lắm. Mà chỉ có điều không biết mình tu được bao nhiêu a tăng kỳ rồi thôi, cái kiểu như vậy đó. Thì vị này mới có một cái nguyện vọng là muốn biết là mình đã tu được bao lâu rồi. Thì khi mà vị này có nguyện vọng như vậy đó, vị này trải qua một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Vị này mơ thấy một vị đạo sĩ ở trên núi, và vị đạo sĩ nhìn vị này và nói ông mới tu có mười mấy kiếp thôi. Thì vị này sau khi tỉnh lại rất là hụt hẫng. Cái vị tu sĩ này tỉnh lại rất là hụt hẫng, bởi vì vị này nghĩ là cái cỡ như mình chứ cũng tu cũng dữ dằn lắm. Nhưng mà khi mà nằm mơ mà thấy người ta phán tu mới mười mấy kiếp như vậy thì hụt hẫng, tại vì nhắm mới mười mấy kiếp mà so với 20 tăng kỳ 100.000 này kiếp không là cái giống ôn gì hết trơn á. Thành ra đó mình phải coi mình là ai,
mà Phật là ai, rồi mình đi mình so sánh cái cỡ như mình á không bằng hạt bụi nữa, mà ngài nó giống như là cái mặt trời vậy đó. Mình so không nổi, so không nổi thì đừng có dại dột mà mình so với Phật ha, đừng dại dột mà mình so với Phật, bởi vì chính cái sự so sánh đó nó sẽ cản trở con đường giác ngộ của chính mình. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai đó, đó là cái chuyện mà chúng ta đi tu mà nó đi lệch với chánh pháp, thì ở trong trường bộ, ở trong trường bộ bài kinh gì thì sư quên mất rồi, trong trường bộ Đức Phật có dạy như thế này: cái người mà đi, cái người mà tu lệch với chánh pháp đó, thì họ càng nỗ lực, họ càng tinh tấn thì họ càng tạo nhiều điều vô phước, và có nghĩa là họ càng đi xa với chánh pháp. Nó giống như á là mình từ Sài Gòn đi Hà Nội ha, từ Sài Gòn đi Hà Nội mà mình chạy lạc đường thì mình càng nỗ lực, mình càng cố chạy thì mình càng xa cái con đường mà đi tới Hà Nội. Thành ra cái chuyện mà mình tu sai bao nhiêu kiếp á, bao nhiêu kiếp mới lại được gặp chánh pháp, thì nó tùy thuộc vào cái chuyện là mình đi xa bao lâu và đi xa bao nhiêu. Sư chợt suy nghĩ như thế này: trước khi mà sư biết được chánh pháp thì cũng có một cái thời gian ngu ngơ tu theo những cái phương pháp sai lầm. Nghĩ lại có đôi khi nó cũng, tuy nhiên nó là một trải nghiệm, nhưng mà cũng giật mình, bởi vì khi mà mình làm như vậy thì mình đã gieo một cái duyên đi lệch chánh pháp, thì không biết mấy cái nghiệp hồi xưa mà mình đã tạo do cái sự vô minh của mình nó sẽ dẫn đến bao nhiêu kiếp mình không gặp lại chánh pháp, không biết nổi đâu, tại vì cái nghiệp đó nó lớn lắm. Nó chưa kể có khi, để coi, không nhớ coi, hình như buông lời chỉ trích những vị tu hành chân chánh thì chưa, nhưng mà cái tâm coi thường là có. Hồi xưa khi mà chưa biết chánh pháp mà nghĩ cái nghiệp như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái con đường giác ngộ giải thoát của chính mình, và nó không có ngắn đâu, không có ngắn đâu. Thành ra là cái chuyện bao lâu á thì tùy, nhưng mà 600 kiếp thì phải nói là quá ngắn, quá ngắn nha. Tính là phải tính bằng cả A Tăng Kỳ, tại vì cái tuổi thọ của chúng sanh mà tà kiến, tuổi thọ chúng sanh tà kiến mà phải chịu ở dưới địa ngục, đặc biệt là địa ngục không gian thì nó rất là lâu dài, mà khi mà vị đó rơi xuống địa ngục không gian kể từ, giả sử như vị đó rơi vào địa ngục không gian kể từ khi ngài Xá Lợi Phất ngài phát nguyện ha, rồi hoặc là một vị độc giác phát nguyện, cho đến khi mà các cái vị đó giác ngộ giải thoát hết rồi đó, mà cái chúng sanh ở dưới địa ngục không gian đó, nó còn chưa có đi ra khỏi địa ngục nữa, cho nên là nó rất là lâu nha, nó rất là lâu. Và mình càng nỗ lực thì mình càng đi xa giáo pháp. Cho nên thời gian thì mình không có trả lời được, nhưng chắc chắn là nó dài hơn con số 600.